Chào các bác, đây là cái hộp đồng hồ của bác Hoàng ở Anh Sơn, Nghệ An, gửi chưa? Số điện thoại cuối là 878. À, em sẽ mở cái hộp đồng hồ này ra, đây, Nghệ An. Đấy, cái hộp này có một cái thư, à, cái đồng hồ của bác ấy. À, đây là cái đồng hồ của bác ấy, còn một cái thư. Thì em sẽ mở cái thư của bác ấy ra. Thì các bác cần liên hệ với em, các bác vào Zalo ấy. Phía trên Zalo có chữ tìm kiếm, các bác đánh số điện thoại này vào của em này, là ra Zalo của em này. Các bác nhắn tin giúp em nhé, các bác đừng gọi nhé. Đấy. Thì em sẽ che địa chỉ của bác ấy đi, thì bác thông cảm nhé. Đấy. Thì bác ghi như sau: lau dầu, chống nước, sửa lịch thứ, chỉnh máy chạy chậm một ngày khoảng 20 đến 30 giây, chỉnh chạy đúng giờ cho bác, đeo theo dõi cho bác ít ngày rồi lại gửi về cho bác, dạ quang tối có khắc phục mới gắn vào cho sáng không, bác đeo hay lên dây có phải, bác đeo lên dây có phải hở nước vào chỗ lên dây không. À, bác yêu cầu như thế. Đây, bác Hoàng này, thư của bác ấy. À, em sẽ tra qua cái bác rồi. Cái đồng hồ này của bác, trước tiên của các bác nhìn cái chốt này. Chốt nó lòi ra, đúng không? Chốt nó lòi ra như này thì là nó rất dễ chọc vào quần áo này. Đấy, những cái này thì em sẽ thay cho bác cái chốt khác nhé. Đấy, chốt khác nhé. Đó. Rồi, em sẽ để lên đây. Đấy, cái đồng hồ này chắc chắn là máy máy xịn này. Đấy, cái chốt của nó thay cái chốt khác các bác này, các bác đeo mà mờ cả cả cái mặt sau, mặt kính sau này, con này máy xịn đấy. Đấy, sẽ tháo ra đây, bạc luôn đây. Đấy, khá là bền. Đấy, các bạn nhìn thấy nó bẩn này, mình để ý quan sát nó bẩn xung quanh đấy, thì nó sẽ vệ sinh đi cho người ta. Đó. Vệ sinh nó không có rơi vào máy các bác. Đấy. Đó, các bạn nhìn thấy nó bẩn này, rất bẩn. À, em sẽ lấy cái thổi bụi nó thổi đi. Đấy. À. Rồi. Hiện tại lắc thì vẫn thấy nó chạy đúng không các bác? Lắc vẫn thấy chạy nhé. Đấy, nhưng mà chỉ chạy một lúc thôi. Rồi bây giờ em sẽ lên có tay thì kiểm tra xem nào. Có thể lên có tay được, và cũng có thể là mình lên cái cót bằng cái tua vít được các bác nhé. Đây nó có cái ốc này, mình có thể lên cót bằng bằng tua vít được. Nhưng con thì em thấy là cót còn khá căng nhé, cót khá căng. À, nhưng mà không không thấy chạy. À, lắc thì nó chạy chạy được một lúc, đúng không? Rồi con này dạ quang của nó, cái này dạ quang của nó hơi bị ấy một tí thôi, kệ, cái này phải kệ thôi các bác. Cái đẻ thôi. Con này kim thợ nắp chưa chuẩn nhé. Đây, em có thể chỉ cho các bác. Kim nắp chưa chuẩn. Đấy. Đây, để đây các bác nhìn này sẽ thấy đúng không? Kim phút nó vổng lên cao này. Đó. Kim phút nó vổng lên cao. Đó. Và nó chỉ nhảy được một lịch thôi. Đây, em quay lại các bác này, nhìn này. Vòng nữa. Đây, lịch nhảy một lịch. Đấy, mỗi lịch ngoài thôi, đúng không? 25 đến 26, còn lịch trong không nhảy, đúng không? Rồi bây giờ em sẽ phải thay cái bánh lịch ở đây này. Đấy, nó kéo hai lịch này.
thứ hai là lau dầu như bác yêu cầu này, và thứ ba chống nước. Thì là hiệu chỉnh nha, hiệu chỉnh này đó. À, đây là con đồng hồ này, và hiện tại này nó vẫn đang chạy này. Vẫn đang chạy nhá. Đó. Để em kiểm tra cái máy còn rất ok các bác nhé. À, con này chỉ lau dầu này, chống nước này, thay bánh lịch này là ok thôi mà. Cái núm này của nó núm trắng này các bác này, núm trắng. Đây này, và các bác nhìn nhé, này cái núm này của nó này, em zoom lại gần cho các bác nhìn này, các bác thấy là nó bị rỉ, rỉ gì đen này. Rồi em sẽ tháo ra vậy để chỉ luôn. Chứ mắt mắt thường mình nhìn thấy, còn cái này muốn tháo ra mà không bị tuột 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 cái cá này, thì mình rút ra cái nắp kỳ giờ ấy, xong mình ấn nhẹ cái nắp này này các bác. Ấn nhẹ cái nút này rồi rút nó ra. Đó. Đây này các bác này. Đó. Thế này phải thay cả cái núm ti này này, cái núm này. Ti này nó bị rỉ hết, cái ti này em chắc các em phải ngâm ngâm vào xăng, xong đó là em dùng giờ cái bảy em đánh nó đi này, để lấy lại cái ti này cho khách. Còn cái núm này, này cái núm này núm trắng đó, trước là nó là núm vàng này, nó bạc này. Đó. Các bác nhìn thấy bên trong nó vàng vàng này là biết là núm này trước kia là nó ấy, đây nó vào đường này đấy, và cái này nó cũng hỏng hết rồi, nó rỉ hết rồi, cả cái rong này nó bị lão hóa rồi đó. Đây là cái đồng hồ này. Đấy, còn vẫn đang chạy đấy các bác thấy. Đúng không? Đấy, bây giờ em đóng vào thì nó không bị tuột cá đâu. Cái dòng này mà không biết tháo ra là hay bị rất hay bị tuột cá đây nhá. Đó. Đó, ok. Đó. Rồi, em chào các bác.